Xin kính chào quý khách. Hiện tại trên tay em đang cầm là bộ sạc không dây dành cho kẹp trên cửa gió dành cho xe ô tô. Bộ sạc này thì bên em có 4 màu. Hàng này sẽ được bảo hành đổi mới hoàn toàn trong vòng 1 năm. Đây không phải là hàng trôi nổi trên thị trường, mà hàng này thì nó sẽ có nhiều màu để mình lựa chọn. Sau đây là sản phẩm mà em xin giới thiệu. Em xin mở hộp bộ sản phẩm. Đầu tiên mở hộp thì các bác sẽ thấy đó là một cái kệ sạc. Sẽ bao gồm đó là một kệ sạc. Wow, màu này rất là đẹp. Đây là màu vàng đồng. Rất là sang trọng. Bộ này thì sẽ có một cái con xoay đằng sau, lắp đặt rất là dễ dàng. Và đi kèm của nó đó là một cái cáp sạc. Bộ này có hỗ trợ sạc nhanh 2.0A, nên vì thế tích hợp được với các dòng như iPhone từ 8 trở lên, Samsung hay các dòng có tích hợp sạc bây giờ và đều sử dụng được. Các bác chỉ cần kẹp trên cửa gió là sử dụng. Bây giờ sẽ kết nối nguồn và cắm nguồn vào tẩu. Đây, kẹp thì rất là đơn giản, chỉ cần kẹp chặt trên cửa gió. Đấy, nó không bị lung lung khi mà mình di chuyển. Và đây là một cái điện thoại. Cảm biến thì các bác chỉ cần đưa điện thoại gần vào là sẽ tự động sạc. Đấy, đã sạc rồi ạ. Và có một cái con cảm biến ở sau để lấy điện thoại ra. Em xin làm lại. Các bác đưa điện thoại vào là tự động sạc.